Hello, cô Hải xin chào tất cả các em. Hello, cô xin chào tất cả các em. Ngày hôm nay sẽ là chúng ta sẽ tiếp tục với 30 ngày kích hoạt từ vựng với chủ đề computers, ok? Hôm qua cô đã chữa cho các em từ câu 1 cho đến câu số 30 trong tài liệu về computers và hôm nay chúng ta sẽ chữa 15 câu còn lại từ câu 16 cho đến câu số 30 nha. Ok. Rồi, đầu tiên thì các em hãy chia sẻ livestream về tưởng của mình nhé, để chúng ta có thể dễ dàng xem lại. Và để khi các em comment nó sẽ đỡ bị ẩn comment của các em nhé. Hello. Ok. Ok rồi, những bạn nào mà đang xem cô thì hãy gửi lời chào tới cô nhá, để cô biết là các em đang xem cùng với cô nhá. Ok, rồi bài học ngày hôm nay của chúng ta là về chủ đề computers, được chưa ạ? Bài học của chúng ta hôm nay là chủ đề về computers nhá, chủ đề về máy tính, được chưa ạ? Hôm qua cô đã chữa cho các em từ câu số 1 cho đến câu số 15 và hôm nay thì cô sẽ tiếp tục chữa cho các em từ câu số 16 cho đến câu số 30 nha. Ok, chúng ta đợi các bạn khoảng 2 phút thì chúng ta sẽ bắt đầu ngay nhá. Ok, hello Đặng Khánh Linh. Rồi, những bạn nào đang xem cô thì hãy gửi lời chào đến cô nhá, để cô biết là các em đang xem nhá. Và chúng ta sẽ cố gắng là tương tác thật nhiều, được chưa ạ? Hello Long Anh. Các em lưu ý cho cô này là chúng ta hãy share livestream một lần về trang cá nhân của các em để các em không bị ẩn comment nhá. Ok. Bình thường cô hay xem lại ấy, bình thường cô hay xem lại cái livestream ấy và cô thấy là có rất là nhiều comment mà rõ ràng là cô không nhìn thấy, cô không đọc được luôn ấy. Ok. Rồi, chúng ta sẽ bắt đầu ngay các em nha. Chúng ta sẽ bắt đầu ngay với bài ngày hôm nay. Năm sau có được thi hai khối A1 và D01 không ạ? Em ơi, cô cũng không biết được. Chúng ta sẽ cùng chờ đợi đến chúng ta sẽ cùng chờ đợi đến tháng 10 nha. Tháng 10 năm 2020 thì Bộ sẽ công bố cái phương án dự thi cho năm 2021 nha. Chứ bây giờ thì cô cũng không dám phát biểu gì. Ok. Ok rồi, chúng ta sẽ bắt đầu với bài học ngày hôm nay về chủ đề computers. Chúng ta sẽ bắt đầu với cả câu số 16 nha các em. Ok. Những bạn nào mà ngày hôm qua đang chưa kịp xem cô livestream thì các em có thể xem lại. Tất cả những cái livestream này đều được để ở trên Facebook cá nhân của cô nhé và cô không xóa. Tuy nhiên thì cô recommend là các em share về tường của mình để các em dễ tìm lại và thứ hai nữa là để cho cô nhìn được các cái comment của các em. Ok rồi, chúng ta sẽ bắt đầu ngay với câu số 16 nha. Chúng ta sẽ bắt đầu ngay với câu số 16 này.
Ở đây cô có này, each week at college we learn a new with the computer. Okay? Each week at college. Okay, each week thì ai cũng biết rồi, mỗi tuần. College của cô ở đây là trường đại học. Nhá, trường đại học. Nó là một cách nói khác của university. University, okay? Nó là một cách nói khác của university. Each week at college we learn a new with the computer. Nào, ở trường đại học thì chúng ta học rất là nhiều cái gì mới với máy tính. Nào, chúng ta học những cái gì? Đầu tiên thì cô sẽ giải nghĩa cho các em các cái từ mà chúng ta thấy xuất hiện ở trong đáp án A, B, C, D, đúng không ạ? Đó. Vậy thì chúng ta hãy nhìn cho cô qua các phương án lựa chọn này thì chúng ta sẽ biết này. Thứ nhất, từ experience của cô ở đây có nghĩa là kinh nghiệm làm gì? Kinh nghiệm nhá. Kinh nghiệm hoặc là trải nghiệm. Được chưa? Chúng ta có hai cách dịch từ này là kinh nghiệm hoặc là trải nghiệm. Thứ hai là từ qualifications. Các em nhìn thấy có S đúng không ạ? Cái này là bằng cấp. Nhá, bằng cấp. Được chưa? Bằng cấp nói chung, tất cả những cái loại bằng cấp nào đó chúng ta đều sử dụng là qualifications, đúng không ạ? Trong đấy nó bao gồm cả degrees, nó bao gồm cả diploma, hay nó bao gồm cả certificate, đúng không? Thì đó là qualifications, đúng không ạ? Skill của cô đây là kỹ năng, từ này chắc là ai cũng biết, đúng không ạ? Skill là kỹ năng, và training của cô đây là đào tạo. Vậy đây chúng ta đều có 4 danh từ đúng không em? Chúng ta đều 4 danh từ. Vậy chắc chắn là đây là điền danh từ rồi, cô không phải lan tăn về đấy nữa. Vấn đề cô xem nghĩa của nó. Nào, chúng ta học cái gì với cả cái chúng ta học cái gì mới với computer? Thứ nhất là chúng ta không thể học kinh nghiệm với computer được đúng không? Không học kinh nghiệm được, không thể học bằng cấp mới được. Mà đặc biệt qualification của cô đây là có S mà đây lại là E. Vậy ở đây phải là danh từ đếm được số ít, do vậy mà chúng ta cũng phải loại lên phương án B. À, skill ở đây là kỹ năng đúng không? Và cô sẽ chọn đúng không? Một kỹ năng máy tính nhá. Và một kỹ năng máy tính là a new skill with the computer, hoặc là chúng ta có thể viết lại nó là computer skill. Computer skill nhá. A computer skill là một kỹ năng máy tính. Training là đào tạo. Training là danh từ không đếm được cho nên nó cũng không đi với a các em nhá. Vậy chúng ta sẽ loại đi các phương án, chúng ta chỉ giữ phương án C thôi, skill. Ok, mỗi tuần ở các trường, ở trường đại học thì chúng ta đều học một kỹ năng mới với máy tính. Được chưa? Kỹ năng làm việc mới với máy tính. Ok rồi, chúng ta sẽ tiếp tục với câu số 17 nhá. Câu số 17 này. Keep everything on disk. Keep everything on disk. That way, if the computer, you won't lose all your work. Nào, chúng ta có các từ này là gì? Từ đầu tiên của cô là từ sticks. Từ này mang nghĩa là dính, dính lấy nhá, dính vào. Được chưa? Động từ nhá. Từ stumps của cô đây là làm bối rối, làm ai đó bối rối, đúng không ạ? Từ tiếp theo là từ crash. Crash của cô là đây là đâm, đâm sầm vào cái gì. Và smash là đánh mạnh nhá, đánh rất là mạnh vào cái gì đó. Thì chúng ta có từ smash. Vậy đây là gì ạ? Nào, keep everything on disk. Hãy lưu giữ tất cả, hãy lưu giữ mọi thứ ở trong cái đĩa, đúng không? Hôm qua chúng ta học đĩa CD nhá, là viết tắt của từ gì? Đĩa CD hôm qua chúng ta học là viết tắt của từ gì? Là viết tắt của từ compact disk. Đúng không em? Đấy, nó viết tắt ở hai chữ C và D này, được chưa? Thì cái từ disk ở đây của cô là disk ở đây của cô là đĩa. Hãy lưu trữ tất cả hãy lưu trữ mọi thứ ở đĩa. Bằng cách đó, nếu đúng không ạ? Bằng cách đó, nếu mà cái máy tính của bạn bị làm sao, như thế nào đó, thì bạn sẽ không bị mất dữ liệu, đúng không ạ? Vậy là khi nó gặp gì? Khi nó gặp sự cố. À, vậy thì ở đây cô có cái từ crash này, nó còn mang một nghĩa nữa, đây là gặp sự cố các em nhá. Đấy, gặp sự cố, được chưa? Không thể là dính được, không thể là làm bối rối được, không thể đánh mạnh được, nó chỉ có từ crash này thôi. Ok chưa? Crashed nhá. If your computer crashes, you won't lose. Tức là nó bị sập đấy ạ. Nhá, đúng kiểu nó bị sập xuống. Nếu mà máy tính của bạn mà bị crash, bị gặp sự cố, bị sập xuống thì bạn cũng sẽ không bị mất các cái tài liệu của mình. Ok chưa? Rồi, câu số 18 của cô nè. I found a great website that I could all the information I needed from. Tôi như thế nào ạ? Tôi đã tìm thấy một trang web rất là tuyệt vời, đúng không?
Tôi đã tìm thấy một trang web rất là tuyệt vời mà tôi có thể nhá, tất cả những cái thông tin mà tôi cần thiết từ đó, cái này là vô cùng quan trọng. Từ đó nhá, tôi có thể làm gì từ đó? Nào, thì cô sẽ có một cái động từ mà nó đi được với từ from. Đúng không ạ? Từ from đó chính là từ download. Các em hay đọc từ này là download nhá. Các em lưu ý đọc lại cho cô nhá. Từ này của cô là download. Được chưa ạ? Download. Ok chưa? Một số bạn ấy thì các em hay đọc, các em hay nói là gì ạ? À, tôi sẽ download cái tài liệu này về. Nhưng thực ra load ở đây là tải nhá. Download là tải xuống cái gì đó. Vậy nếu như mà bình thường mình sẽ nói là gì? Tôi load tài liệu, đúng không? Tôi tải tài liệu thì tức là phải tôi load cái tài liệu này xuống, chứ không phải là tôi download cái tài liệu xuống. Download ở đây chỉ là viết tắt, cách nói nhanh thôi, nhưng mà thực ra là không đúng nhá. Tôi load cái tài liệu này xuống mới đúng, còn lại tôi download là không đúng nhá. Ok. Từ store của cô đây là dự trữ. Dự trữ cái gì? Save của cô đây là tiết kiệm. Hoặc là lưu giữ lại. Nhá, tiết kiệm hoặc là lưu giữ lại. Ok chưa? Và từ type của cô đây là gì? Đánh máy. Đánh máy nha. Ok. Vậy trong trường hợp này cô sẽ chọn đáp án là gì? Đáp án A rồi, đúng chưa? Là download từ đâu đó, chúng ta sẽ có download something. Download something from somewhere. Nhá. Download cái gì từ đâu? Chúng ta sẽ có cấu trúc download something from somewhere. Tải cái gì đó xuống từ đâu đó. Ok. I found a great website that I could download all the information I needed from. Rồi, tôi thấy một cái website rất là tuyệt vời mà tôi có thể download tất cả những cái thông tin. Tôi có thể tải xuống tất cả những cái thông tin mà tôi cần từ đó. Ok, good. Next one, number 19, câu số 19 nhá. As many jobs today require people who are computer, I advise you to do a course to improve your skills. Ở đây cô có một cái cụm là gì ạ? Dành về máy tính. Đúng không ạ? Biết về máy tính nhá. Người biết về máy tính, người dành về máy tính, chúng ta sẽ có cụm là computer literate. Nhá. Computer literate. Ok? Computer literate có nghĩa là người biết về máy tính. Được chưa ạ? Dành về máy tính. Nhá, ai đó có hiểu biết về cái gì, ai đó dành về cái gì thì chúng ta sẽ sử dụng từ literate. Được không? Vậy thì không dành về cái gì đó thì chúng ta sẽ có cụm là không dành về máy tính nào. Trái nghĩa với từ này sẽ là computer illiterate. Computer illiterate tức là không dành về máy tính. Đúng không? Trái nghĩa nhá, chúng ta thêm tiền tố ở phía đằng trước là nó sẽ biến thành trái nghĩa. Ở đây là người mù thông tin, người mù máy tính thì đúng hơn, người mù máy tính nhá. Rồi, bởi vì rất là nhiều công việc ngày nay đòi hỏi, đúng không ạ? Required ở đây là yêu cầu. Yêu cầu hoặc là đòi hỏi. Nhá. Yêu cầu hoặc là đòi hỏi. Rất là nhiều công việc hiện nay đòi hỏi mọi người phải biết về máy tính. Cho nên là tôi khuyên bạn là tham gia một khóa học. Ở đây cô có cụm này. Các em lưu ý cho cô này. Một, em phải học cho cô cụm là advise somebody to do something. Là khuyên ai làm gì? Khuyên ai làm gì? Được chưa ạ? Tuy nhiên nếu như không có somebody mà chúng ta có động từ luôn thì nhớ hộ cô nó phải là advise cộng với vào verb in, khuyên việc gì nên làm. Được chưa ạ? Và cái thứ hai mà các em cần phải nhớ được cho cô ở đây, một cái collocation, đấy là do a course. Cái collocation này rất quan trọng nhá. Học một cái khóa học nào đấy, đúng không ạ? Học một khóa học thì chúng ta sẽ có cụm là do a course. Chúng ta không nói là make a course hay chúng ta không nói là study a course, mà chúng ta sẽ nói là do a course. Cái này là một cái collocation. Được chưa ạ? Improve your skills là nâng cao cái khả năng của bạn. Ok. Tôi khuyên bạn là nên học một cái khóa học để nâng cao cái khả năng của mình. Ok chưa ạ? Rồi. Vậy cô sẽ giải thích nhá. Cô này cô chọn đáp án C rồi. Cô sẽ giải thích các từ này. Educated ở đây là được giáo dục, có giáo dục. Được chưa? Informed ở đây là được thông báo nhá, được thông báo. Knowledgeable của cô đây là có học thức, có kiến thức về cái gì, uyên thâm về cái gì. Đúng không ạ? Uyên thâm. Có kiến thức uyên thâm về cái gì thì người ta sẽ gọi là knowledgeable. Ok? Knowledgeable. À, rồi câu số 20 nha. Now we have broadband. We are through the internet 24 hours a day. Okay?
Câu này của cô mang nghĩa là gì? Ok, attached. Attached của cô đây là đính kèm. Cái này mà các em gửi email ấy, và người ta hay có là attachment đấy, đúng không ạ? Người ta hay có cái là attachment, là tệp đính kèm. Nhá, cái này là tệp đính kèm, attachment. Đấy, vậy thì động từ đi attach của cô sẽ là đính kèm cái gì? Linked của cô đây là kết nối. Được chưa ạ? Kết nối. Joined là tham gia vào cái gì? Nhá. Và connect của cô cũng mang nghĩa là kết nối. Vậy trong trường hợp này cô sẽ chọn đáp án gì? Bởi vì chúng tôi có cái giải sóng rất là rộng nhá. Cho nên là chúng tôi làm sao ạ? Cho nên là chúng tôi được, đúng không? Kết nối với internet 24 giờ mỗi ngày. Nào ở đây cô có cụm này. We are là to be này, sau đi với cả to nữa. Thì join ở đây không đi với to, cô loại luôn. Được chưa? Linked something cũng không đi với to, cô loại luôn. Attach to là đính kèm với cái gì thì không, ở đây không thể là chúng tôi đính kèm với internet được, đúng không? Vậy thì ở đây sẽ là connected to. Ok, các em nhớ nhá, connected to. Đấy, cô ghi luôn vào đây này. To be connected to something là được kết nối với cái gì. Ok chưa? Được kết nối với cái gì nhá. Vậy chúng ta câu số 20 chúng ta sẽ chọn đáp án là D. Ok. Rồi câu số 21 của chúng ta nào. We have a huge with detailed information about all our customers. Ok. We have a huge. Huge của cô đây là rất lớn nhá. Rất là lớn. Được chưa ạ? Cái này nó có thể bằng với từ giant, mang nghĩa là khổng lồ các em nhé. Ok chưa? We have a huge with detailed information. Detailed information là thông tin chi tiết. Được chưa? Detailed information là thông tin chi tiết. Được chưa? Chúng tôi có một cái gì đấy rất là lớn với những cái thông tin chi tiết về tất cả những cái khách hàng của mình. Chúng tôi có cái gì? Thứ nhất, database của cô, đây là cơ sở dữ liệu. Nhá, nó là dữ liệu. Được chưa? Storage của cô đây là sự lưu trữ, sự cất giữ. Nhá. Động từ của nó chính là gì? Store. Ok. Nguyễn Đăng Khôi, cô cho em nhớ. Đăng Khôi ơi, em inbox cho cô nhá, để cô gửi cho em cái đường link nhóm nhá. Inbox ngay cho cô gửi đường link nhóm lớp ngữ pháp, sau đó thì em join để cô duyệt nha. Tiếp theo từ treasure. Treasure của cô đây là gì ạ? Kho báu. Từ này ai cũng biết đúng không ạ? Các em bé là các em rất là thuận thạo từ này luôn, treasure. Và từ stock của cô đây là gì? Kho hàng. Đúng không ạ? Kho hàng. Liên quan đến stock thì chúng ta hãy nhớ cho cô hai cụm này. Hai cụm nhá. Cụm thứ nhất là hết hàng thì chúng ta sẽ có out of stock, là hết hàng. Được chưa ạ? Hết hàng. Vậy thì trái nghĩa với out of stock của cô còn hàng sẽ là in stock, còn hàng. Được chưa? Vậy nhớ khi học đến từ stock thì các em nhớ lại hộ cô hai từ đó. Vậy ở đây cô sẽ có gì? Chúng tôi có một cái gì rất là lớn mà có những cái thông tin chi tiết về tất cả khách hàng. Vậy ở đây sẽ phải là đáp án A, database nhá. Chúng tôi có một cái dữ liệu rất là lớn. Được chưa ạ? Một cái dữ liệu rất lớn. A huge database. Ok, câu số 22. If you write a lot of similar letters, you can save a lot of time by using a. Nếu mà bạn viết một cái gì, nếu mà bạn viết quá là nhiều chữ giống nhau, letters ở đây là các cái chữ viết, chữ cái nhá. Nếu mà bạn viết quá nhiều chữ giống nhau ấy nhá, thì bạn có thể tiết kiệm rất là nhiều thời gian bằng cách sử dụng một cái gì? À, sorry, ở đây là bức thư. Trong trường hợp này nó là bức thư. Đấy. Nếu mà bạn viết rất là nhiều bức thư giống nhau thì bạn có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian bằng cách sử dụng cái gì? Đầu tiên cô có từ pattern. Cái từ pattern này của cô nó là mẫu. Nhá. Mẫu, template của cô ở đây nó cũng là mẫu. Nhưng mà nó là mẫu của các cái văn bản. Ví dụ như là thư này, ví dụ như là form này, đúng không ạ? Nó là mẫu văn bản. Đấy, mẫu văn bản. Template, đúng không ạ? Form. Form của cô ở đây là gì? Form của cô ở đây là hình thức. Hình thức như thế nào đấy. Và standard là tiêu chuẩn. Tiêu chuẩn. Ok chưa? Đấy. Vậy trong trường hợp này chúng ta chọn đáp án gì?
template nhé. Rồi, nếu mà bạn phải viết rất là nhiều bức thư tương tự nhau, giống nhau, thì bạn có thể tiết kiệm thời gian bằng cách là sử dụng một cái mẫu chung cho tất cả những cái bức thư đó, thì người ta sẽ gọi là template. Ok, câu số 23. Is a piece of equipment that is used to send information from a computer through a telephone system. Ok, một cái gì đấy là một cái loại thiết bị mà được sử dụng để truyền thông tin từ một cái máy tính thông qua một cái hệ thống điện thoại, đúng không ạ? Equipment của cô đây là thiết bị. Được chưa? It used to send information from a computer through a telephone system. Hệ thống điện thoại. Được chưa? Nó là hệ thống điện thoại. Ok chưa? Vậy thì đáp án của cô này, thứ nhất từ modem, từ ngày hôm qua rồi nhá, nó là bộ phát tín hiệu, đúng không? Bộ thu phát tín hiệu dùng cho internet, đúng chưa? Connector của cô đây là bộ kết nối, các cái bộ kết nối. Website thì biết rồi, trang web. Link là mối liên kết. Nào bây giờ người ta nói là một thiết bị thì không thể là link được, đúng không? Thiết bị thì không thể là website được. Thiết bị không phải là connect, à thiết bị thì sẽ có thể có modem hay connector. Tuy nhiên connector ở đây nó là gì ạ? Nó là cái bộ liên kết, bộ kết nối, và ở đây nó là mang tính là phần cứng các em nhé. Phần cứng ấy. Ví dụ như là em nối cái máy tính của em với cả cái máy chiếu chẳng hạn, thì em sẽ cần một bộ kết nối, bộ chuyển đổi, thì cái đấy người ta gọi là connector, nối với nhau bằng phần cứng. Thế còn ở đây cô sẽ phải chọn phương án A, bởi vì ở đây không phải là nối phần cứng mà đây là gì ạ? Được sử dụng để truyền thông tin, tức là nó liên quan đến phần mềm, đúng không ạ? Không phải là phần cứng nữa rồi nhá. Vậy thì chúng ta sẽ không chọn đáp án là B mà chúng ta sẽ lựa chọn đáp án là A. Ok, câu số 24 này. Is a computer program which allows you to look at pages on the internet. Ở đây cô học có một cụm này tương tự như cái cụm allow. Các em học cho cô cụm này nhé. Cho phép ai làm gì, cô sẽ có cấu trúc là allow somebody to do something. Cho phép làm một cái việc gì mà không có somebody thì cô lại phải dùng allow cộng với verb in luôn. Được chưa? Cái này nó mang nghĩa là cho phép. Được chưa? Và allow của cô nó sẽ bằng với cả động từ permit. Và cách sử dụng cũng y hệt nhá. Permit somebody to do something là cho phép ai làm gì. Và permit cộng với cả verb in cũng là cho phép ai làm gì. Ok chưa? Và trong trường hợp này là gì ạ? Nó sẽ có cái gì đây? Cái gì đó là một cái chương trình máy tính mà cho phép người ta nhìn được các cái gì ạ? Nhìn được các cái trang ở trên internet, đúng không? Thứ nhất từ browser của cô đây mang nghĩa là trình duyệt nhá. Cái browser là trình duyệt, đúng không ạ? Ví dụ mình có trình duyệt Internet Explorer này, mình có chuyển dịch trình duyệt Cốc Cốc này, hay là mình có trình duyệt Safari này, hay là mình có trình duyệt Chrome, đúng không ạ? Đấy, đấy chính là trình duyệt. Navigator ở đây là Navigator đây là người đi biển nhá, người đi biển, hay là người hoa tiêu đấy ạ, người đi biển. A search engine là công cụ tìm kiếm. Công cụ tìm kiếm. Được chưa ạ? Công cụ tìm kiếm. Blog ở đây nó là trang cá nhân. Một cái trang cá nhân. Ok. Vậy trong này của cô sẽ là đáp án gì? Cái gì mà là một chương trình mà cho phép người ta nhìn được, cho phép người ta vào được các cái trang ở trên internet? Cái gì? Đáp án là A. Browser, trình duyệt. Được chưa? Ok. Rồi, tiếp nhá, câu số 25 của cô nào. Câu số 25. Her eyes were tired from gazing at. Các em nhớ cho cô, đây là một collocation rất là hay. The gazing at nhá. The gazing at của cô đây là nhìn chằm chằm vào cái gì? Nhìn chằm chằm vào cái gì? Nhìn gọi là nhìn chăm chú, đúng không ạ? Nhìn chằm chằm vào cái gì? Mắt của cô ấy rất là mệt từ cái việc mà cô ấy cứ nhìn chằm chằm vào cái gì? Vào cái màn hình như thế nào? Vào cái màn hình như thế nào ở máy tính? Nào, chúng ta có các từ này rất là hay này. Nó đều mang nghĩa là lấp lánh, nhấp nháy. Nhưng tuy nhiên là phân biệt như thế nào? Từ đầu tiên cô có flickering. Từ flickering của cô là nhấp nháy. Nhá, nhấp nháy. Đó, nháy lên nháy xuống, nháy lên nháy xuống thì người ta gọi là flickering. Twinkling là lấp lánh. Lấp lánh. Ánh sao lấp lánh đấy nhá.
Twinkle twinkle little star. Đấy, đúng không? Thì nó chính là từ cái từ twinkle này nhá, twinkle, được chưa? Lấp lánh nhá, ngôi sao nhỏ lấp lánh, đúng không? Twinkle twinkle little stars. Ok. Glimmering của cô đây là tiêu tan, tan biến, đúng không? Tiêu tan, tan biến. Và từ sparkling của cô đây là lung linh, rất là lung linh, đúng không? Vậy trong trường hợp này cô sẽ dùng từ gì? Một cái màn hình mà nó cứ nhấp nháy làm cho mắt của cô ấy rất là mỏi, thì cô sẽ chọn đáp án là A, flickering screen. Học luôn cho cô cụm này đi các em nhé. Học luôn cho cô cụm này, flickering screen. Cái màn hình nhấp nháy làm cho mắt bị mỏi, được chưa? Flickering screen. Câu số 26 nào. It's usually quicker to use the icons on there than to keep using the menu. It is usually quicker to use the icon. Cái icon của cô đây là biểu tượng, đúng không? Biểu tượng. Cái này ai cũng biết, icon. Đừng đọc là icon nhé. Icon, icon. À, thường thì sẽ nhanh hơn khi mà chúng ta sử dụng biểu tượng ở đâu so với việc là chúng ta giữ nó ở trên thanh menu. Nào, chúng ta sẽ có các cái biểu tượng ở đâu? Thứ nhất, title bar là ở thanh tiêu đề. Thanh tiêu đề thì không liên quan, đúng không ạ? Biểu tượng thì không thể nằm trên thanh tiêu đề nhá. Thanh tiêu đề của chúng ta thường nó sẽ nằm ở trên cùng của màn hình, và ở phía bên góc trái của cái thanh tiêu đề đó nó sẽ có cái tên file. Đấy, nó sẽ có cái tên file ở đây nhá, thì người ta gọi là title bar. Touchpad, touchpad là bàn di chuột. Cái bàn để chúng ta di con chuột thì gọi là touchpad. Toolbar là thanh công cụ. Thanh công cụ, tool, toolbar, thanh công cụ. Window là cửa sổ, đúng không? Bao nhiêu cửa sổ đấy, đúng không? Một lúc bạn có thể mở bao nhiêu cái cửa sổ ở trên màn hình chẳng hạn. Vậy là gì? Nhanh chóng hơn khi chúng ta sử dụng các cái biểu tượng ở trên đâu hơn là việc giữ nó ở trong cái công cụ menu. Không thể là thanh công cụ được, đúng không? Icon không nằm thanh công cụ được. Icon cũng không thể nằm trên bàn di chuyển được. Icon không thể nằm ở window được. Icon chỉ có thể nằm trên thanh công cụ, được chưa? Vậy thì chúng ta sẽ có từ toolbar là đáp án đúng. Ok, câu số 27 nhá. Without the right website, I'm afraid you can't that particular program. Nếu như không có một cái website phù hợp thì tôi e là bạn không thể nào mà có thể truy cập vào cái trang, vào cái chương trình đó đâu nhá. Tôi e là bạn không thể truy cập vào cái chương trình đó đâu. Và truy cập ở đây cô có từ gì? Thứ nhất, từ reach của cô đây là đạt được hay là đến một cái địa điểm nào đó, được chưa ạ? Ok, từ find của cô đây là tìm thấy nhá. Obtained của cô đây cũng là đạt được. Đạt được thì thông thường cái này nó đi với cả đạt được bằng cấp, đạt được một cái giấy tờ chứng chỉ gì đấy, thì người ta một thành tích gì đó thì người ta dùng từ obtain, đúng không ạ? Từ access của cô đây là truy cập. Truy cập vào cái gì? Và trong đáp án đây cô chọn đáp án D, đúng không ạ? À, nếu như không có một cái website phù hợp thì tôi e là bạn không thể truy cập được vào cái chương trình đặc biệt đó nha, particular program. Ok. Rồi, từ tiếp theo của cô nhá. Câu 28 của cô, câu tiếp theo này. The aim of the office manager. Từ aim của cô đây là mục đích, mục tiêu thì đúng hơn. Mục đích, mục tiêu, được chưa? Mục đích và mục tiêu, được nhá, từ aim nào của cái người quản lý văn phòng đó là như thế nào? Đó là như thế nào? Đủ các cái chỗ ở trong cái kế hoạch xây dựng tòa nhà để mỗi nhân viên có thể có chỗ làm cho một cái máy tính cá nhân, đúng không? Đấy. Nào, ở đây là gì? Sẽ phải có đủ, đúng không? Sẽ phải phân phát, sẽ phải phân chia đủ. Cái từ room ở đây không phải là phòng đâu các em nhé. Cái từ room ở đây nó chính là bằng với từ space, mang nghĩa là không gian. Không gian nhé. Và đấy là lý do chúng ta nói là nhường vị trí, nhường không gian của cái gì đó cho ai. Chúng ta sẽ có cấu trúc là make room for something or somebody.
Cái mục tiêu của cái người quản lý văn phòng đó là làm sao ạ? Có, đó là phân chia đủ cái không gian trong cái kế hoạch xây dựng tòa nhà để làm sao mỗi một nhân viên sẽ có đủ chỗ nhá để cá tính để máy tính cá nhân của mình. Thứ nhất từ arrange của cô đây là sắp xếp. Thứ hai từ allocate của cô đây là phân bổ. Phân bổ cái gì, đúng không ạ? Từ tiếp theo của cô là từ accord là hòa hợp. Và từ cuối cùng organize của cô đây là tổ chức cái gì? Vậy thì không thể là tổ chức, không thể là hòa hợp. Vậy chỉ có thể là sắp xếp hay là phân bổ. Thì lưu ý là sắp xếp nó phải là sắp xếp một cái gì đó thật sự có thể cầm nắm được. Còn đây là gì? Phân bổ, chia đều ra, đúng không ạ? Chia đều ra cái gì ạ? Cái chỗ nhá, đủ chỗ để cho nhân viên để máy tính. Vậy đáp án của cô là đây là B. Allocate của cô đây là phân bổ, phân chia, và cái từ này của cô bằng với từ distribute nhá, distribute, phân bổ, phân chia. Được chưa? Câu 29 nào. It's really a clever piece of software because it enables you to. Nào, cấu trúc của cô enable somebody to do something in columns là theo cột. Được chưa? Nhá. On your screen nó có thể làm như thế nào? Thứ nhất illustrate là minh họa. Thứ hai display là hiển thị. Đấy, hiển thị. Depict của cô đây là miêu tả, mô tả. Được chưa? Từ cuối cùng của cô. Từ này của cô nó mang nghĩa là phác họa. Ok. Delimitate. Delineate của cô nó mang nghĩa là phác họa cái gì? Phác họa. Nhá. Delineate phác họa cái gì? Và trong trường hợp này cô có là gì ạ? Đây là một cái gì? Một cái phần mềm rất là thông minh bởi vì nó cho phép hiển thị lên trên màn hình tất cả những thông tin theo cột. Đáp án cô là B, displayed. Được chưa? Ok. Câu số 30 nhé. Unfortunately, this program is not with the operating system on my computer. À, thật là không may, cái chương trình này thì lại không được như thế nào lắm với cả cái hệ thống điều hành, operating, hệ thống điều hành. Hệ thống điều hành. Được chưa ạ? Với cái hệ thống điều hành đấy của máy tính. Nào, thật không may cái chương trình này lại không tương thích với nhá. Chỗ này cô phải điền một cái cụm nào đấy nó đi được với từ with và nó mang nghĩa là không tương thích. Nhá, nếu như các em học nhiều về cái chủ đề computer thì câu này em làm ngay bởi vì nó dễ lắm và nó quen thuộc lắm rồi nhá. Amicable của cô nó là thân thiện. Thân thiện, âu yếm, được chưa ạ? Amenable của cô là dễ bị ảnh hưởng. Dễ bị ảnh hưởng. Adaptable của cô là dễ thích nghi. Dễ thích nghi. Và compatible của cô đây là tương thích. Đấy. Và compatible nó sẽ đi với từ with. Tương thích với cái gì? Ok, và trong trường hợp này cô chọn luôn đáp án D. Nhá, tương thích với cái gì? Thật không may là cái chương trình này nó không tương thích với cả cái hệ điều hành ở trên cái máy tính này. Ok chưa ạ? Rồi, vậy là câu hỏi đã chữa cho các em xong câu số 16 cho đến câu số 30. Và ngày hôm nay chúng ta cũng học được rất là nhiều các cái từ và cụm từ hay. Ngày mai thì chúng ta sẽ học tiếp về cô xem lịch nha. Ngày mai chúng ta sẽ học tiếp về chủ đề Jobs and Employment, chủ đề về việc làm. Đây cũng là một cái chủ đề mà rất là hay gặp nhá. Chủ đề mà rất là hay gặp ở trong bài thi. Do vậy mà chúng ta cần phải nắm thật là vững những cái câu hỏi cũng như là những cái nội dung từ vựng ở các cái chủ đề này nhá. Ok rồi, thank you, cô cảm ơn các em nhá. Chúc các em ngủ ngon nha. Goodbye, see you.